Sáng nay, tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các huyện thành phố, các doanh nghiệp. Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1676 ngày 25 tháng 12 năm 2023. Quy hoạch có những nội dung chủ yếu. Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ lãnh thổ tỉnh Sơn La với diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, lớn thứ 3 trên 63 tỉnh thành phố cả nước. Bám sát quan điểm, mục tiêu xuyên suốt, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và công bằng. Phấn đấu đưa tỉnh trở thành một trong những tỉnh phát triển khá của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, là trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, trọng điểm du lịch của vùng biên giới Việt Nam-Lào và vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Đến năm 2050, Sơn La là một cực phát triển quan trọng của vùng Tây Bắc, có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại, nền tảng kinh tế có đủ sức cạnh tranh với những tỉnh khác trong khu vực và cả nước. Sơn La cũng phấn đấu trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung Du miền núi phía Bắc, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế xã hội lớn của vùng, cả nước, khu vực quốc tế thuộc vùng Mekong, các nước láng giềng và ASEAN. Việc xây dựng quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 của cả nước, nghị quyết số 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15. Sơn La là địa phương thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Đây sẽ là cơ sở để tỉnh Sơn La lãnh đạo chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh, là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Nhân dịp công bố quy hoạch này thì chúng tôi cũng có đề nghị với cơ quan chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong công tác quản lý đất đai và xây dựng vùng nguyên liệu. Đặc biệt với cái quy hoạch đã được phê duyệt thì chúng tôi mong rằng trong cái quy hoạch chi tiết trong thời gian sắp tới sẽ duy trì và đảm bảo cho vùng nguyên liệu cho nhà máy của chúng tôi, nhà máy mới xây dựng hoạt động một cách hiệu quả và lâu dài. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã trao quyết định chủ trương đầu tư các dự án cho 8 nhà đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy định của luật quy hoạch, các ngành địa phương đơn vị cần chủ động nghiên cứu, sửa đổi các cơ chế chính sách đã ban hành, đề xuất ban hành mới các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội cho từng thời kỳ, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Trên cơ sở nội dung quy hoạch, các cấp các ngành, các địa phương cần phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật và quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp các ngành địa phương. Người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương, nghiêm túc xác định các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của cơ quan đơn vị mình để tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể gắn với thời gian hoàn thành, làm cơ sở để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các cấp các ngành chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, vừa bảo đảm quy hoạch tỉnh được triển khai trong thực tế, vừa tận dụng tối đa nguồn lực trong quá trình thực hiện theo quy hoạch, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh bằng nhiều hình thức
sau hội nghị này cần tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các nội dung cốt lõi, cơ bản của quy hoạch tỉnh Sơn La sâu rộng tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch. Cần huy động mọi nguồn lực, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển. Trong đó, tập trung vào thực hiện các giải pháp để hoàn thành tốt 3 nội dung đột phá và các mục tiêu đã đề ra của tỉnh Sơn La. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân.